Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay cuối tuần anh em thứ bảy ha, là một cái video clip ngắn gọn thôi, nói với anh em về một cái ca máy điển hình, thì cũng là cái vấn đề xung quanh công tác sửa chữa thôi. Đó là chúng ta chuyên về nó thì chúng ta sửa chữa được đó, còn chúng ta không chuyên thì ngày nay những vấn đề trên smartphone nếu mà làm sai thì một ly nó đi một dặm luôn, nó đi xa lắm. Và cái người mà chịu thiệt hại thiệt thòi nhất đó chính là người chủ máy đó, nên là video clip hình luôn hướng đến anh em ở vị trí người dùng cuối cùng nha. Rồi bây giờ nói với anh em, đây là chiếc Samsung Galaxy A21s của chú khách này. Chú gửi máy qua bên mình trong tình trạng là máy mất nguồn luôn. Và Hình có một cái lạ là khi mà Hình làm lên được nguồn, Hình hỏi chú thì cái mật khẩu chú không nhớ nổi, và chú nói là đã lâu quá rồi nên chú không nhớ được nữa. Anh em hiểu ý nghĩa của đã lâu quá rồi là như thế này: khi mà Hình mở máy ra, máy này bên trong đã có sữa rồi, và Hình dùng cái từ là vọc tưng bừng, có nghĩa là họ làm tưng bừng hết, rất là nhiệt tình, không phải là không làm gì ha, coi như là cũng đục đẽo IC làm hết ban hết bài đó, nhưng mà vẫn không lên thì người ta mới trả máy cho chú. Và chú này chú nản, chú bỏ ở nhà một thời gian dài, rồi sau đó tình cờ chú biết đến bên mình thì chú mang máy qua để tìm thử cái cơ hội sửa chữa, thì lại may mắn hay thì thật sự mình đã làm lên được ha. Đó thì mình muốn nói với anh em như thế này: cái vấn đề mà máy mất nguồn đó, ngày nay đương nhiên nếu anh em đem vào trong trung tâm bảo hành chính hãng thì anh em chỉ có một giải pháp thôi, đó là anh em thay mới cả men bo. Thay mới men bo thì như thế nào, về chất lượng thì sao? Chất lượng thì vô cùng tuyệt vời, thay nguyên cái men mới mà. Nhưng mà về hạn chế ở đây là gì? Đó là vấn đề chi phí ha. Chi phí mà thay một cái men của dòng A21s này, anh em nghe thì đại đa số 80-90% là anh em xách máy về thôi, chứ anh em không có thay với cái mức giá đó, bởi vì nó không phù hợp với giá trị máy đó. Thế thì chúng ta tìm đến cái giải pháp sửa chữa của những cơ sở tư nhân bên ngoài. Nhưng mà cái giải pháp sửa chữa này nó lại có một vấn đề mà anh em cần phải biết, đó là không phải ở đâu cũng có thể sửa được những cái ban bệnh này. Bởi vì ngày nay smartphone nó đang ngày càng khó sửa chữa đó, liên quan tới nguồn, có nghĩa là làm trực tiếp ở trên mainboard. Anh em nào không có kinh nghiệm, không có lâu năm, không có lượng linh kiện tích lũy thì không bao giờ anh em làm nổi hết đó. Mà khi anh em không làm nổi thì cái người thợ mà họ tiến hành họ làm một cái máy, giống như người bác sĩ chữa cho một bệnh nhân mà không có chuyên môn về cái căn bệnh đó, cũng như không có đầy đủ trang thiết bị y tế đó, thì chắc chắn chỉ làm cái người bệnh đó nó nặng nề thêm thôi. Thì cái máy nó cũng y chang như vậy. Thì trường hợp chú này cũng là như vậy. Thì khi mà người ta sửa không được rồi thì chú cũng nghĩ là máy nó hết khả năng cứu chữa rồi, chú bỏ nhà luôn đó. Thì đến qua mình thì may mắn thay máy nó lại lên. Thì Hình nói với anh em cái quá trình mà Hình cứu một cái máy mà bị sửa sai như thế này, anh em bên mình phải làm việc vất vả hơn rất là nhiều so với việc một cái máy zin. Một máy zin này bên mình sẽ xử lý rất nhanh chóng và đơn giản, thậm chí tối anh em gửi là sáng mai anh em lấy được rồi. Còn cái máy mà bị sửa sai, mình phải dọn dẹp lại chiến trường đó, những cái chỗ mà họ đã làm sai cách phải dọn dẹp lại. Và quan trọng nhất là không phải lúc nào cũng có thể dọn được. À, có những trường hợp là sửa sai quá nhiều, ví dụ như bo nó phù hoặc là CPU nó nổ, nó nứt do khò nhiệt sai cách, thì lúc đó là bó tay, lúc đó bắt buộc Hình cũng chỉ báo với anh em cái giải pháp thay men thôi. Hoặc là ví dụ mình thấy men nó mắc quá, mình cũng nói khuyên thật lòng là anh em mua máy mới luôn đó. Vậy nên bây giờ tóm tắt lại, Hình nói với anh em như thế này: một chiếc Samsung A21s nếu anh em đang sử dụng bình thường đó, ví dụ như anh em bị mất nguồn, nguyên nhân bị mất nguồn có thể do anh em rơi rớt, hoặc anh em vào nước thì có thể anh em lấy lên liền, hoặc là anh em đi mưa thôi, vào nước mất nguồn đó. Thì nếu một cái máy zin chưa bị sửa gì trên đó sai cách thì gần như là 100% mình có thể làm lên cho anh em hoàn chỉnh hết mọi tính năng, đưa về trạng thái như lúc ban đầu, ổn định bền bỉ ha đó. Nhưng nếu một cái máy đã qua sửa chữa sai cách thì cái xác suất của cái việc mà Hình khôi phục lại thành công nó sẽ giảm đi rất là nhiều, giảm đi khoảng 5-70%, có nghĩa là chỉ có 20-30% khả năng mình có thể cứu cho anh em thôi đó. Rồi qua video clip này hy vọng là truyền tải với anh em được một cái thông điệp, đó là những dòng máy Samsung thì bên Thịnh rất là chuyên đó. Nếu một cái máy zin như nguyên bản của nhà sản xuất thì hầu như chúng ta sẽ có tất cả những cái giải pháp để giải quyết những cái lỗi từ đơn giản đến phức tạp nhất luôn, và tối ưu về chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng, đó là cái tiêu chí ha. Rồi nếu anh em nào có nhu cầu thắc mắc, anh em đang sử dụng cái dòng máy A21s này, gặp bất kỳ một cái lỗi nào, anh em có thể liên hệ trực tiếp với Thịnh đó, mình sẽ bằng cái kinh nghiệm mình tích lũy, mình sẽ tư vấn và đưa ra cho anh em những cái phương hướng nào tối ưu nhất. Rồi chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ nha, bye bye anh em.